Shop hàng Nhật Đồ Điện chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Em lên sóng một con máy lọc không khí Panasonic mã là VXE60 các bác nhé. Một dòng máy mặt dâng, cánh vẫy, đầy đủ công nghệ. Hình thức thì còn rất là đẹp. Lọc không khí của Pana thì vỏ nó thường rất là trắng đẹp. Thông số đây ạ, VXE60 điện 100V, công suất 50W, là mình dùng cho phòng được khoảng 35 đến 40 m². Con này thì em đã đấu điện 220V xong rồi ạ. Bảng điều khiển thì đầy đủ tính năng công nghệ Eco này, Nano Air, 3% độ ẩm, các chế độ lọc, dù máy chạy ok, test ngon lành, sẽ tìm ra. Con này mang đi theo máy vẫn còn zin các bác nhá, màng zin rất là đẹp luôn, màng zin như mới. Đấy. Đây ạ, coi nhìn màng zin đẹp như mới luôn nhá. Các bác nào mua riêng em bán màng zin này 800 nhá. Các bác nào có nhu cầu mua các bác liên hệ. Còn không thì em để đi theo máy. Còn các bác nào mà không thích màng này thì em lại lắp màng mới nhá. Màng này nói với các bác là rất hiếm đấy, không có nhiều đâu ạ. Để một cái màng của Pana dùng rồi mà còn trắng như thế này mà không bị vết tay nào vào thì nói thật ra là rất hiếm luôn. Cái này chứng tỏ là bên Nhật họ rất ít dùng thì mới có được cái màng đẹp như này ạ. Đây. Trong này là màng than hoạt tính các bạn này, màng than hoạt tính nhá. Than hoạt tính khử mùi bằng cái này, khử mùi nấm mốc, mùi hôi trong phòng, mùi hôi bếp, mùi hôi thuốc lá, đầy đủ bằng cái màng này hết. Đấy. Còn cái màng này thì là màng HEPA, khử toàn bộ các cái bụi bay lơ lửng trong phòng, bụi mịn 2.5. Đấy là cái tác dụng của hai cái màng này các bác ạ. Một cái máy lọc không khí của Nhật không phải đơn giản như các bác nghĩ, nhiều bác nghĩ đâu ạ. Đấy. Máy có công nghệ Nano Air khử khuẩn coi nhá, khử khuẩn bằng máy phát. Đấy, máy phát ion trong này các bác này, trong này có hai cái máy này. Đấy. Bên kia này là bình nước tạo ẩm. Máy Nhật thì lúc nào cũng có đồ bù ẩm, tạo ẩm, bình nước này. Còn máy các bác mua ở siêu thị đều bị cắt bớt cái phần tạo ẩm hết. Con này màng tạo ẩm em đã thay màng mới cho các bác luôn rồi, vì cái màng cũ của nó xấu, thay mới, mới tinh luôn ạ. Rất đẹp nha, nói chung là một con máy mỹ mãn luôn, không có gì để chê cả. Từ màng lọc cho đến hình thức hoạt động ok ngon lành. Đấy, điện thì em đã đấu điện 220V rồi. Giá bán là 3,2 triệu các bác nhé, giá mềm hơn trước mấy trăm rồi đấy ạ. Đấy, giá lần này là khí mềm hơn rồi, giá 3,2 triệu rồi, trước là 3,5 triệu đấy. Đầy đủ tất cả mọi thứ, 3,2 triệu chọn gói cho các bác rồi. Đấy, chưa có phí vận chuyển các bác nhé, phí vận chuyển các bác tự trả. Còn em để số 2 này. Đây là hai cái giấy dán của nó vẫn còn nguyên để em kệ, nó cũng trả bóc ra. Giấy Nhật. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé, xin chào các bác.